Trời. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Phát Phát. Và hôm nay Phát đã quay trở lại với một video clip mới. Thì video clip hôm nay Phát sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có một lớp nền thật đẹp và thật tự nhiên. Phát sẽ chỉ cho các bạn một số tip khắc phục các lỗi thường gặp trong đánh nền. Thì video clip này Phát nghĩ là rất là phù hợp cho các bạn đang tìm hiểu makeup cũng như là đang tập makeup. Vậy thì các bạn cùng Phát bắt đầu luôn nha. Đầu tiên Phát vẫn sẽ sử dụng em toner của Beauty Water. Bước này rất là quan trọng bởi vì bước toner nó sẽ làm cho da mình sẽ sạch sâu hơn. Và việc sử dụng toner nó cũng làm cho da mình được ẩm một phần nữa. Cho nên là các bạn đừng nên bỏ qua bước này nha. Da các bạn thường bị mốc hay là mình hay bị bong tróc khi mà đánh nền ở vùng nào thì các bạn dùng miếng bông có toner, mình sẽ lau ở cái vùng đó nhiều hơn những vùng còn lại, tầm 2-3 giây với một cái lực vừa phải. Đây, Phát sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ Phát bị hay bong tróc ở vùng mũi thì Phát lau tập trung ở vùng mũi nhiều hơn với một cái lực vừa phải. Khi mà mình làm như vậy thì mình cũng sẽ giúp cho cái phần da ở ngay phần đó mềm hơn. Nó sẽ lấy đi một phần tế bào chết ngay cái chỗ vùng mũi của mình nữa. Các bạn nhớ lưu ý cái tip này nha. Tại vì tùy cơ địa mỗi người mà nó có những chỗ bị mốc, bị sừng khác nhau. Cho nên là mình bị ở vùng nào thì mình sẽ tập trung ở vùng đó. Bước tiếp theo toner, Phát sẽ sử dụng kem dưỡng của Clinique. Thì với Phát thì bước nào cũng quan trọng hết, cho nên các bạn hãy nhớ chú ý nha. Nhưng mà các bạn vẫn phải lựa chọn những sản phẩm phù hợp với da mình. Như là da Phát thì Phát sẽ sử dụng em Clinique Gel. Đó là dạng dưỡng ẩm cho da dầu. Còn nếu như mà bạn muốn dưỡng ẩm cho da khô thì Phát sẽ để sản phẩm ở đây để bạn có thể tham khảo qua. Thì bước kem dưỡng cũng rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất, bảo vệ được làn da của mình trước những cái tác hại của những mỹ phẩm. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho cái việc đánh nền của mình sẽ được mướt, được mịn hơn. Và nếu như mà các bạn không make up thì mỗi buổi tối các bạn vẫn phải dưỡng ẩm để cho da mặt của chúng ta luôn luôn đủ độ ẩm nha. Còn với những bạn da khô, nếu như mà các bạn muốn cho dưỡng ẩm nó được tốt hơn, hiệu quả hơn thì Phát khuyên các bạn nên sử dụng những loại dầu dưỡng ẩm để nó có thể phát huy được cái việc dưỡng ẩm tốt hơn cho da khô của mình. Nhưng mà các loại dầu này thì các bạn nên sử dụng một lượng vừa phải thôi, vì nếu như các bạn có make up mà sử dụng dầu nhiều quá thì nó sẽ rất là dễ làm cho lớp nền của mình bị lỏng lẻo, bị xê dịch. Nhưng mà nói chung da dầu Phát da khô Phát khuyên là nên sử dụng loại dầu để dưỡng ẩm thì nó sẽ tốt hơn. Sau bước kem chống nắng thì sẽ đến kem lót. Thì Phát sẽ sử dụng em Makeup Forever Step 1 này. Vì sao Phát phải sử dụng kem lót và xà lách cây? Bởi vì da mặt của Phát nó bị kiểu mụn, bị ẩn đỏ đỏ đỏ, cho nên Phát phải sử dụng em này để làm mờ bớt những cái đốm mụn đó. Thì bước kem lót cũng rất là quan trọng, cho nên là các bạn sử dụng nhớ là các bạn phải tán thật là kỹ. Tại vì thường các bạn suy nghĩ là kem lót rất là mau thấm cho nên các bạn sẽ không có để tâm đến nó. Nhưng mà nếu các bạn tán không kỹ, một phần nó sẽ làm cho cái lớp nền mình bị mốc và rất là dễ bị sừng. Thì Phát rất là muốn vừa make up vừa trả lời câu hỏi, cho nên vừa rồi Phát có post lên story để hỏi mọi người là mọi người thường bị gặp tình trạng nào, bị mắc lỗi nào khi đánh nền. Thì Phát đã có tổng hợp lại những câu hỏi giống nhau để trả lời cho các bạn. Thì hôm nay Phát sẽ vừa thực hiện vừa trả lời cho các bạn luôn. Thì câu hỏi đầu tiên đó là: Phát có thể giới thiệu một số loại kem lót chất lượng giá trung bình được không ạ? Thì ngày xưa Phát có sử dụng kem lót của em Innisfree. Thì nó có tác dụng là làm mờ đi những cái lỗ chân lông của mình. Nó là kiểu giống như là em Benefit vậy đó. Nhưng mà có thể cái chất lượng của nó sẽ không có tốt bằng em Benefit, nhưng mà thật sự nó cũng được tầm 60% đến 70% gì đó. Phát sẽ giới thiệu cho các bạn em kem lót Touch In Shore. Phát sẽ để hình bên này. Em này rất hot rồi, được rất là nhiều beauty blog review, cho nên là các bạn hãy sử dụng thử nha. Bước kế tiếp cũng là bước vô cùng quan trọng vì nó sẽ bảo vệ làn da của mình trước tác hại của ánh nắng, thì đó chính là kem chống nắng. Nhưng mà ngày xưa Phát có sử dụng kem chống nắng thì khi mà sức lên da, nó làm cho da của Phát rất là trắng và nó kiểu nó bết rít và tạo cảm giác rất là khó chịu, làm cho Phát kiểu cảm thấy không có thoải mái á. Thì khi mà mình kiểu đi ngoài đường á thì nó rất là dễ làm cho mình
bị đổ mồ hôi á và toát ra rất là nhiều dầu. Cho nên nếu như mà việc mà các bạn sử dụng kem chống nắng như vậy mà make up thì nó rất là dễ làm cho các bạn bị xê dịch cái lớp nền và bị tuột nền. Thường các bạn mẫu phát make up cũng sử dụng sản phẩm kem chống nắng tương tự như phát, cũng có một lớp make up nhẹ mà nó hơi trắng trắng á, thì khi mà đánh nền lên nó làm cho cái lớp nền mình kiểu nó bị sần và bị móc, và nó làm cho da mình tiết mồ hôi rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà cái lớp nền của mình dễ bị tuột và không giữ được lâu. Phát có xem một vài review cũng như là bạn Phát có sử dụng thì giới thiệu cho Phát đó chính là kem chống nắng của em Benefit này. Thì cái dạng kem chống nắng này nó không có chứa nhiều dầu hay là không có dầu, ta Phát quên rồi, nhưng mà nói chung là nó rất ít dầu và nó không có màu và là kết cấu của nó lỏng, thì khi sức lên da nó rất là dễ thấm trên da của mình, cũng như là nó không có bị bết rít hay là gì hết, thì nó tạo cho mình một cái lớp màng mỏng trên da rất là mịn mà hầu như các bạn sờ lên không có cảm thấy là mình vừa mới sức kem chống nắng luôn, mà kiểu nó rất là mịn luôn á. Thì cái này các bạn phải sử dụng thử thì các bạn mới biết được em nó như thế nào, tại vì da Phát rất là khó chịu và Phát cũng không có thích là da mình bị bết bết rít rít á, cho nên là từ khi sử dụng em này xong Phát thực sự cảm thấy rất là thoải mái luôn á. Ok, bước đến là đánh nền thì Phát hôm nay Phát sẽ sử dụng em nền của Makeup Forever, bởi vì kiểu Phát không có thích mà kem nền quá dày trên mặt của mình á, cho nên là Phát chỉ sử dụng những loại kem nền mỏng thôi để tạo cảm giác dễ chịu nhất có thể. Thì Phát sẽ chỉ cho các bạn khi mà lựa chọn nền thì các bạn cũng nên lựa chọn những cái nền phù hợp với làn da của mình. Nếu như mà da các bạn khô thì Phát khuyên các bạn nên sử dụng những loại kem nền có kết cấu lỏng cũng như là nó có dưỡng, để cho nó giúp một phần cho da mình kiểu nó mềm hơn và dễ tán hơn. Nếu như mà các bạn da khô mà các bạn không có lựa chọn những sản phẩm phù hợp mà xài những loại kem nền quá lì thì nó sẽ vô tình làm cho da mình càng khô hơn. Và đó là lý do tại sao mà da mình dễ bị móc cũng như là dễ bị nứt nẻ và làm cho lớp nền không có đẹp. Thì các bạn nhớ lưu ý cái phần này giúp Phát nha. Với các bạn da dầu thì mình nên sử dụng những sản phẩm kem nền có độ kiềm dầu để cho lớp nền của chúng ta có thể được giữ lâu hơn. Thì Phát sẽ đọc câu hỏi tiếp theo trước khi đánh nền. Tán nền bằng mút, bằng cọ hay là bằng tay sẽ đẹp anh ơi? Thì không bao giờ được tán nền bằng tay nha em ơi, bởi vì tán nền bằng tay nó sẽ không có làm cho lớp nền của mình đều được đâu, và cái lớp nền của mình nó sẽ không có thấm được vào mặt, nó vẫn ở trên bề mặt da, cho nên tầm nửa tiếng thôi là lớp nền của mình nó sẽ bắt đầu bị bể và nó sẽ bị sừng lên rất là nhiều. Ngày xưa anh cũng đã từng đánh nền bằng tay và nó cũng bể tan nát luôn, cho nên là không bao giờ được đánh nền bằng tay nha. Còn đánh nền bằng bông mút hay là bằng cọ thì đẹp, cái đó thì theo anh nghĩ là tùy sở thích của mỗi người, nhưng mà riêng anh thì anh thích đánh nền bằng bông mút hơn, bởi vì nó sẽ làm cho cái lớp nền của mình được đều hơn và kiểu nó làm cho cái lớp nền mình thấm và nó căng hơn. Đối với những bạn mà mới bắt đầu make up thì việc sử dụng bông mút thì nó sẽ làm cho cái thao tác của mình được dễ dàng hơn. Còn với cọ thì đôi khi nó rất là khó blend á, cho nên là nếu như mà với những bạn mà sử dụng không quen thì nó rất là dễ làm cho cái lớp nền của mình không được đều và không được mịn. Cho nên theo anh thì vẫn lựa chọn bông mút nha. Ok, Phát sẽ đọc câu hỏi kế tiếp. Đánh nền dễ bị cakey ngay khóe mũi, Phát cho mấy tip cho da siêu khô đi ạ. Nếu như mà da bạn dễ bị cakey á thì Phát cũng đã chỉ ở bước toner đầu tiên rồi. Những chỗ mà mình cảm thấy là nó dễ bị móc nhất thì mình sẽ không có dặm nền ở chỗ đó, mà mình sẽ tán những vùng còn lại, những vùng da bình thường. Và khi mình còn dư cái kem nền ở trong cục bông thì mình sẽ mới dặm lên những chỗ mà thường bị móc, để cho nó chỉ có một lượng kem nền vừa đủ thôi, không bị quá nhiều và quá dày. Câu hỏi tiếp theo, mặt bị nổi mụn thì đánh nền sao cho mướt ạ? Nếu như mà muốn có một lớp nền mịn mướt thì đầu tiên da các bạn phải khỏe và sạch trước đã. Nhưng mà Phát cũng không biết được là tình trạng mụn của bạn như thế nào. Nếu như mà mụn ẩn thì Phát khuyên là bạn nên đi điều trị cũng như là đi nặng mụn ẩn. Bởi vì mụn ẩn thì mình có đánh nền cấp mấy thì nó cũng sẽ không có mướt, không có mượt được. Thì nếu như mà bạn bị mụn viêm hay mụn sưng to, Phát sẽ chỉ cho bạn cách đánh nền và che khuyết điểm làm sao để có thể che được tầm 70-80% thôi nha. Bởi vì mụn viêm là mụn nó bị hơi nhô ra, cho nên là mình không thể nào mà đánh cho nó đều hoàn toàn được. Thì bạn sẽ sử dụng kem nền có độ che phủ vừa phải như là cái Bonus Way này. Và sau đó mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm có độ che phủ cao như là cái Q-Cover này. Đó thì mình
sử dụng như vậy thì nó sẽ làm cho cái lớp nền của mình vừa che được nhưng mà nó lại vừa mỏng nữa, nó không có bị mất đi cái sự tự nhiên. Bây giờ Phát sẽ chỉ cho các bạn cách để tán nền như thế nào để vừa đẹp vừa tự nhiên nha. Thì các bạn sẽ chấm 3 điểm trên mặt, dài xuống dưới, và mình sẽ tán từ trong ra ngoài. Các bạn nhớ là mình sẽ táp nhẹ lên mặt như thế này. Các bạn hạn chế việc là mình sẽ kéo nền như vậy nha, bởi vì kéo nền vô tình nó sẽ làm cho lớp nền của mình bị xê dịch luôn và nó sẽ không có được đều. Mình chỉ táp nhẹ như vậy thôi, bổ nhẹ để lớp nền có thể thấm xuống da của mình. Thì cái việc vỗ nhẹ như vậy nó cũng sẽ làm cho lớp nền của mình được chắc hơn và sẽ không có dễ bị tuột. Mình sẽ tán từ trong ra ngoài như vậy. Ok, Phát sẽ tiếp tục với bên đây. Mình cũng sẽ chấm 3 điểm như vậy luôn. Rồi mình cũng tán từ trong ra ngoài. Các bạn nhớ là mình phải dặm nha. Tiếp theo lớp nền, Phát sẽ sử dụng kem che khuyết điểm. Thì trước khi sử dụng kem che khuyết điểm, Phát sẽ đọc tiếp câu hỏi nha. Em makeup nền dễ bị hiện nếp nhăn ở mắt. Cái tình trạng này là do em sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm ở dưới vùng mắt. Có nhiều bạn ở vùng da dưới mắt rất là khô, bởi vì thực chất vùng thâm của mình là một vùng ở dưới ngay cái đường mắt của mình ở ngay đây thôi. Các bạn có thấy đường phát chỉ không? Nó chỉ có một đường ở ngay đây thôi. Thì mình sẽ tập trung che ở cái đường đó. Mình sẽ sử dụng một cái cọ dẹp để che khuyết điểm ở vùng đó. Đây các bạn nhìn phát che nè. Mình sẽ chỉ che cái vùng ở dưới này thôi. Nếu như các bạn vô tình lấy quá nhiều kem che khuyết điểm thì mình sẽ sử dụng khăn giấy để lau bớt cái phần kem che khuyết điểm ở trên cọ. Và sau đó mình tiếp tục tan ra. Như vậy mình có thể sử dụng được một lượng vừa đủ kem che khuyết điểm, và cũng như là mình có thể che được quầng thâm của mình nữa mà không bị quá nhiều. Sau đó mình mới kéo lan ra những vùng khác. Đó, các bạn thấy chưa? Mình chỉ cần sử dụng một lượng vừa phải thôi nhưng mà vẫn có thể che được quầng thâm của mình. Mình không có bị mang cái suy nghĩ là phải sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm thì mới có thể che được những cái quầng thâm hay là những cái khuyết điểm khác. Mình chỉ cần sử dụng một lượng vừa phải nhưng mà mình che đúng nơi cần che thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Phát sẽ đọc câu hỏi tiếp theo nha. Nền cho da mụn em che khuyết điểm kỹ mà vẫn bị lộ bong chóc, còn bị móc nữa anh ơi. Thì cái tình trạng này thì cũng như mấy cái vấn đề mà Phát nói trước đó, thì không phải là mình cứ che quá nhiều quá dày thì nó mới có hiệu quả. Mình càng che nhiều càng che dày thì nó sẽ càng làm cho da mình dễ bị móc hơn. Các bạn nên biết cân bằng giữa kem nền và kem che khuyết điểm, làm sao cho cả hai đều ở giữa, không quá dày cũng không quá mỏng, nhưng mà nó vẫn có thể che được khuyết điểm của các bạn. Nếu các bạn có một lọ kem nền hơi dày thì Phát chỉ cho các bạn cách để pha kem nền sao cho khi đánh lên da nó vẫn sẽ có độ mỏng và tự nhiên. Thì các bạn sẽ sử dụng kem nền đó cho ra cái khay hoặc là cho ra lòng bàn tay cũng được. Và mình sẽ cho 1 đến 2 giọt oil vào. Nếu như mà các bạn cho nhiều oil quá thì nó sẽ làm cho lớp nền mình rất là dễ bị tan, và khi đánh lên mặt nó sẽ không có ăn lên mặt của mình. Nãy giờ lo trả lời câu hỏi mà Phát vẫn chưa che hết các cái khuyết điểm trên mặt của mình. Các bạn đợi Phát xíu nha. Thì ngoài cái kem che khuyết điểm dạng kem đó thì sẽ có thêm một cái kem che khuyết điểm dạng bút sáp như vậy, cho nên là nó đem lại cái kết quả cũng rất là tốt, không kém gì cái kem che khuyết điểm dạng kem ở đâu. Tại vì cái này nó che những cái kiểu đốm li ti cho mình rất là hiệu quả. Giống như là Phát thường hay bị những cái mụn nó li ti như vậy nè, thì mình chỉ việc chấm vô và mình lấy ngón tay mình dậm lại. Sau bước che khuyết điểm thì Phát sẽ đến bước phấn phủ. Thì Phát sẽ đọc câu hỏi có liên quan đến phấn phủ nha. Em xài đủ loại phấn phủ kìm dầu nhưng vẫn không ổn, anh tư vấn loại nào mà anh xài ok nhất giúp em nha. Nếu như mà em xài qua nhiều loại mà vẫn không ok á, thì em phải xem xét lại cái kem lót cũng như là kem nền em đang sử dụng nó có phải là những sản phẩm dành cho da dầu hay không. Bởi vì không phải là ngoại trừ phấn không mà em còn phải sử dụng kem lót cũng như là kem nền kèm theo với cái chức năng là hỗ trợ kìm dầu, thì khi em sử dụng phấn nó mới mang lại cái hiệu quả tối ưu hoàn toàn được.
chứ không phải là mình chỉ sử dụng phấn kiềm dầu không, thì nó sẽ có thể kiểm soát được lượng dầu tiết ra trên mặt của mình. Loại phấn phủ anh thường sử dụng đó chính là của MAC, nó có độ kiềm dầu khá ok. Nhưng mà nếu như mà em muốn có một loại phấn khác mà nó giá rẻ hơn thì anh sẽ để hình bên đây của Innisfree. Cái loại này thì anh cũng có sử dụng qua và nó kiềm dầu cũng rất tốt. Bác sẽ chỉ cho mọi người cách để mình phủ phấn hiệu quả nhất. Mình sẽ lấy cái bông kèm theo trong hộp phấn, bởi vì nếu dùng cọ thì nó sẽ chỉ phủ được ở bề mặt da thôi, còn nếu như mình sử dụng bông thì mình có thể dặm nhẹ lên da để cho nó thấm vô mặt luôn. Thì mình sẽ lấy phấn và mình táp nhẹ ra tay để cho nó bớt những cái phấn thừa đi, và mình sẽ dặm nhẹ lên những vùng mà thường bị đổ dầu đó. Các bạn cứ dặm như vậy giống phát. Thì khi mình dặm như vậy, những hạt phấn nó sẽ thấm xuống da mặt cũng như là vào lỗ chân lông, thì nó sẽ giúp cho mình kiểm soát được cái lượng dầu tiết ra trên mặt hơn đó. Các bạn cứ việc dặm lên những vùng mà mình bị tiết dầu nhiều, cứ dặm như vậy đều cả mặt luôn, nó sẽ giúp cho cái nền của mình cũng lâu trôi hơn nữa. Ok xong. Thì Phát sẽ đọc câu hỏi cuối cùng nha. Thì làm sao để lớp nền của mình không bị hạ tông sau nhiều giờ ạ? Thì nếu như mà muốn lớp nền của mình không bị hạ tông thì đầu tiên mình phải sử dụng xịt khoáng giữ nền. Thì cái MAC Fit Plus này thì quá hot rồi, cho nên là Phát cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nếu như mà muốn giữ nền được lâu thì các bước dưỡng da, kem lót hay là đánh nền, các bạn phải đều lựa chọn sản phẩm phù hợp với da mình. Thì sau khi hoàn thành đúng cách, nó sẽ giúp mình giữ cái lớp nền lâu nhất có thể, và mình sẽ kèm theo là sản phẩm hỗ trợ để giúp mình giữ lớp nền lâu trôi hơn. Thì cái này Phát đã có trải nghiệm thực tế thử. Thì Phát đã có sử dụng thử qua cho mẫu. Thì da mặt mẫu của Phát rất là khó chịu, kiểu dầu mà nó rất là nhiều á thì nó sẽ dễ bị tuột nền và dễ bị tan nền. Nếu bạn nào da bị đổ dầu nhiều, dễ bị tuột nền cũng như là dễ bị bể nền thì các bạn nên sử dụng thử em MAC Fit Plus này nha. Ok, Phát đã hướng dẫn xong rồi, mong là các bạn có thể áp dụng được những cái cách mà Phát chỉ các bạn để có thể khắc phục được những loại makeup nha. Và hẹn các bạn trong những cái tip makeup sắp tới. Bye bye!